Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay Thúy Trần sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về toàn bộ khung cảnh quê hương Lý Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định, nơi mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn lên Thúy Trần ngày hôm nay. Nhắc tới quê hương, nó luôn chứa đựng một thứ tình cảm nào đó khó diễn tả, quen thuộc, gần gũi và luôn muốn trở về khi bạn đi xa. Thứ tình cảm đó được rất nhiều các nhà thơ, nhà văn và những nhạc sĩ đưa vào các tác phẩm văn thơ hội họa. Và ngày hôm nay, vừa chia sẻ với cả nhà về khung cảnh của quê hương Mỹ Hồng, thì Thúy Trần cũng xin gửi tới cả nhà một bài thơ về quê hương Nam Định. Nam Định có núi có sông, có đường chấp nẹp giữa dòng Đỏ Quan, có dân tứ xứ Bắc Nam, nối liền đất học qua ngàn đời nay. Nam Định có điệu trèo hay, có ông hương đạo làm bay giặc già. Dù bao lời lạc tiếng qua, bị kêu hai ngón chẳng là cái chi. Chân cùng dẫn sắc cứ đi, cùng con nước Việt sợ gì khó khăn. Sống thêm mấy chục vạn năm, đi đây đi đó quê lòng trong tim. Cố hương 18 đẹp xinh, làm trai nức nở ung rinh các nàng. Bụi bay các trắng bạc vàng, theo chân con cháu vẻ vang sau này. Hương hoa cỏ lạ trong tay, người ơi hãy nhớ nơi đây cội nguồn. Văn hóa nên được bảo tồn, tình yêu sao chứa hết hồn quê hương. Dù là vạn dặm tha hương, hay người lam lũ sớm hôm với đồng, Nam Định vừa để trong lòng, vừa nhân hạt giống càng đông càng giàu. Con đi xa, đất mẹ chưa ngừng thở, ngày con về đất mẹ có làm ngơ. Nay trông con thêm nắm một tuổi thơ, quê hương nhé xin được quyền lặng lẽ ngồi một mình ngắm chiều cuối con đê. Sóng gió đầy khúc ngân nha đàn ai rào, làm hồn thơ phút đầu trong tâm khảm. Giữa bóng trời đất mẹ ấp à ơi, nay là bến con ghé chơi thuộc ấy, vẫn tâm trầm bão gió kim trung, với đôi tay để lại mặt rưng rưng, hình như nhớ quê hương đây từng ấy. Phải không em cô gái Nam Định, bởi cùng quê anh chưa nói bao giờ, tình chúng mình sẽ như một bài thơ, để mãi đây trên tay ai cũng nhớ. Cười đi đi xin em đừng mắc cỡ, ngoảnh lại nhìn đừng để anh bơ vơ. Dù có sao anh cũng sẽ đợi chờ, yêu anh nhé chớ vội thờ ơ. Người Nam Định mặn mà như trăng tỏ, có bao giờ từ bỏ những ước mơ. Về bên anh xua tan áng mây mờ, mình một nhà quả mong nối đợi chờ. Nhớ quê hương Nam Định, con đã về đây miền đất mẹ. Thành Lam ơi nhung nhớ biển trời, con đã đi rồi khắp muôn nơi, không nơi nào ấm bằng đất mẹ. Con đã về đây người cha mạnh mẽ, để xin thêm khí phách cuộc đời. Con gọi Nam Định tiếng cha ơi, chỉ thế thôi tính mình mạnh mẽ. Con đã đi suốt đời trai trẻ, từ đầu đến tận cùng đất mũi. Con chẳng thấy nơi nào gần gũi bằng đất mẹ nuôi con lớn khôn. Quê hương là, ai bảo quê hương là để nhớ, ta bảo quê hương là còn để yêu. Có gì nhiều đâu chỉ buổi chiều, ngồi nghe bâng khuâng về mình nó. Mẹ bảo, con à quê mình đấy, đẹp không con phải nhớ đừng có quên. Cha bảo, con à đó là tên, Nam Định ấy chỉ một thôi con nhé. Anh bảo, em à tự hào chứ, ai có quê chẳng có điểm hào hùng. Chị bảo, em à xin chớ đừng, ta ít cách phồn hoa quê mất cội. Ai bảo quê hương là bến vắng, ta bảo quê hương là gia đình. Nếu ta đi không có nghĩa có tình, học chi nữa hẹn làm sao khí phách. Ai bảo quê hương là thử thách, ta bảo quê hương là trường thi. Người định đạt người khoác áo ra đi, nhận bằng sống nơi trái tim đất chết. Nam Định quê tôi, quê hương 18 là đây, chia thành 9 huyện tháng ngày đẹp xinh. Mỹ Lộc đầu tỉnh Nung Ninh, Ý Yên vụ bản chúng mình kết giao. Xuân Trường khí phách anh hào, Nghĩa Hưng nằm thắm địa trao ân tình.
trực ninh giữa lối tươi sinh, vầng trăng giao thủy nhuộm xanh đất trời. Lam trực dễ mến người ơi, hài hậu mảnh đất trọn đời yêu thương, đó là đất mẹ quê hương. Nam định tôi đó vẫn vương một đời, dù xa cách biệt muôn nơi, nhớ về đất mẹ biển trời ai ơi. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, Thúy Trần vừa gửi tới quý anh chị những bài thơ về quê hương Nam Định và đặc biệt là về quê hương Nghĩa Hưng. Chuẩn bị tới một năm mới, năm 2021, xin chúc cho quê hương Nam Định ngày càng phát triển và phồn thịnh hơn. Chúc cho những người con Nam Định và tất cả những người công dân trên mọi miền đất nước Việt Nam sẽ đón một cái Tết an bình, vạn sự bình an và may mắn. Chúc cho những người con xa quê sớm được trở về quê hương đoàn tụ và gặt hái được nhiều thành công vào năm 2021 này. Sau đây, Thúy Trần xin mời cả nhà tiếp tục ngắm nhìn về toàn bộ khung cảnh của quê hương Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định.